để cho mình có những tấm vé cầu may mắn trong chương trình tối đêm nay. Còn ngay từ bây giờ, quý vị đã có vé trên tay đầy đủ rồi. Tập trung cho số. Chúng ta chơi, chúng ta chơi, chúng ta chơi, chúng ta chơi.
42 điểm thứ ba đã có người đọc giải liền nha. Và trong bài tiếp theo vẫn chỉ có 10k 10.000 đồng một đám vé, cho giá trị giải thưởng là một con gấu bông từ Chà Bá.